Xin chào tất cả mọi người. Thì con máy này mình sử dụng điện 100V VAC, được sử dụng ở bên Canada các bạn nhé. Sản phẩm này mình sẽ gửi về Canada. Đó, mình có dán Make in Việt Nam. Và sau đây là những cái gì mà mình tạo dựng và làm lên một chiếc máy hoàn thiện như thế này các bạn nhé. Các bạn đón xem video từ clip của mình nhé các bạn nhé. Đó, đây là cái công đoạn mà mình sẽ cần phải làm trước khi cuốn một chiếc máy các bạn nhé. Sẽ reset máy về không vòng. Thì cái cỡ dây của mình là sử dụng cỡ dây 0.70 các bạn nhé. Cái số vòng thì các bạn quấn lát nữa mình sẽ cung cấp. Đó, các bạn thơ ở bên nước ngoài thì sẽ cần những cái sử dụng như thông số như thế này, 400 vòng các bạn nhé, 370 vòng đến 400 vòng. 400 vòng này thì anh em sử dụng điện 120V thì nó sẽ khỏe hơn các bạn ạ. Đó, mình sấy. Đây là cái bóng mà mình sấy các bạn nhé. Và đây, khi sấy xong và nó cứng thì chúng ta sẽ tiến hành ráp cái thanh đồng to này vào. Thì đáng lý ra là cái video này mình đăng từ thứ 6 tuần trước cơ. Thế nhưng mà do mình bận công việc và lại nhiều việc quá các bạn ạ, thật ra là cũng không thể nào mà đăng clip lên cho mọi người. Thì rất mong mọi người thông cảm nhé, bởi vì gần đây mình đăng rất ít video ấy. Đó, sắp tới mình sẽ cố gắng mình sắp xếp để mình set up những cái video nó lên đều các bạn ạ. Chiếc máy này thì hiện tại bây giờ là khách đã sử dụng rồi và đã chắc chắn là đã mang về nước rồi, bởi vì khách bay từ hôm chủ nhật rồi các bạn ạ. Đó, đây thì mình cũng đã test điện 100V rồi các bạn nhé, nhiệt độ các thứ là ok hết rồi. Thì rất hiếm khi mình mới làm được một chiếc máy nó sử dụng điện 100V như thế này. Thì mình sẽ làm những cái video và thông số chi tiết lên như thế này để chia sẻ cho mọi người các bạn nhé. Rất mong mọi người thông cảm, bởi vì hiện tại là mình đang bị cúm các bạn ạ, cho nên là thu âm lại nó cũng không được tốt lắm. Chúng ta sẽ lót một lớp giấy dầu các bạn nhé. Giấy này thì nó cũng có amiang, nó sẽ chống cháy. Đó, mình sẽ ốp cái miếng tôn mà mình uốn sẵn rồi các bạn ạ. Thì nếu mà quay từ đầu đến cuối ấy, thì cái video này nó rất là dài và mọi người xem thì nó sẽ rất là nhàm chán và mất cái thú vị đi. Thì mình sẽ để lại những cái phần mà quan trọng nhất của những cái công đoạn làm chiếc máy như thế này. Đó, thì những cái video mà chia sẻ làm máy hàn này thì mình cũng đã có đăng rất là nhiều rồi các bạn nhé. Đó, anh em cái lá lót đằng trước này mình sẽ lót cho nó cái ống ken và siết cứng lại. Đó, bởi vì khi siết cứng lại thì máy nó sẽ không kêu các bạn nhé. Đó, công đoạn làm máy này thì nó cũng rất là đơn giản đối với mình, còn những bạn làm mới sẽ có khả năng là rất khó, cho nên là các bạn cứ phải xem đi xem lại nhiều, khi quen mắt rồi các bạn làm nó sẽ dễ các bạn nhé. Để nói mà chia sẻ những cái kiến thức làm máy hàn được cái mẫu như thế này thì khả năng trên YouTube là rất ít các bạn nhé. Đến hiện tại bây giờ khả năng làm biến áp rồi chia sẻ máy hàn này thì khả năng mình là người chia sẻ khá là nhiệt tình và nhiều nhất đấy các bạn ạ. Cho nên là mọi người hãy cho mình một nút like để có những cái động lực làm những cái video mà chia sẻ kiến thức lên các bạn nhé. Nhiều khi mà mình không thể nào mà trả lời được hết đấy, thì các bạn rất mong các bạn thông cảm, bởi vì một tháng mình làm hàng vài trăm chiếc máy như thế này, thời gian đâu mà mình trả lời được các bạn, bởi vì lúc nào mình rảnh thì mình sẽ trả lời được các bạn. Đó, thậm chí là có những cái nói chung là các bạn cứ nghĩ là những cái nick Zalo của mình là nó rất ít người kết bạn, như các bạn thực ra là một ngày cái nick Zalo của mình nhé, nó thậm chí là cả trăm người kết bạn thì làm sao mà mình trả lời kịp được các bạn. Nó đâm ra là nhiều anh em nhắn
ở này ở kia thì mong anh em thông cảm nhé, nhiều khi mình bận quá mình không kịp đâu, cho nên là các bạn hãy cứ xem video là bởi nó sẽ hiểu thôi, bởi vì mình hướng dẫn nó cũng khá là chi tiết rồi. Thì cái video này thì nói chung là mang tính chất chia sẻ thì nó cũng ít các bạn nhé, bởi vì mình làm nó cũng không quay, nó cũng không được tường tận lắm, bởi vì mình làm con máy này cũng gấp nữa, bởi vì hôm đó tuần trước ấy, mình làm mình gửi đi mình sợ không kịp ấy các bạn ạ, bởi vì hôm đó mình gửi là hôm thứ hai, cũng may là hôm thứ sáu anh khách này cũng nhận được đó, và mình sẽ luồn ống kem hai lớp các bạn nhé, bởi vì cái dây đồng này nó cũng khá là to, là khá là cứng ấy. Đó, thì mình một mình làm mới cứ ngồi hi quay làm như này thôi, nó cũng rất là bận các bạn ạ, nhiều khi không thể nào trả lời hết được. Mà YouTube thì hiện tại mình một mình cai quản, hiện tại là mình có 6 kênh nhưng mà hoạt động nhiều nhất vẫn là 4 kênh các bạn nhé. Nó đâm ra là các bạn cả nhà mình nhiều khi bình luận mà các bạn lâu không thấy trả lời là lại nhắn những cái cục xúc là mình sẽ cũng sẽ không trả lời luôn các bạn nhé. Đó, thậm chí là có những bạn nhắn mà khoảng tuần sau mình mới trả lời được cho các bạn đó, còn những các bạn nào mà ăn nói mất lịch sự vô văn hóa thì mình khẳng định với các bạn là sẽ không có câu trả lời nào. Đó, và đây là điện 100V các bạn nhé, qua một cái ly hoa 5kg đó. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện và test nhiệt các bạn nhé. Thì tất cả các đoạn này mình cũng đăng khá nhiều rồi, làm khá đơn giản các bạn. Đối với mình thì khá đơn giản đó, 100V hàn khá là ok rồi các bạn ạ. Thì có nghĩa là cái anh đặt mình là anh Việt Nam, nhưng mà cái anh bên Canada kìa, nhờ anh này lấy hộ nha các bạn nhé, mà cũng đã tìm hiểu rất nhiều nơi rồi không có nơi nào làm, nên là anh đặt mình thì mình sẽ quyết định mình làm luôn, là mình sẽ làm. Đó, thì con máy này mình làm ra là giá là 400.000 bao ship các bạn nhé. Đó, vì hàng này nó mình quấn dây to ấy, và lại mình phải làm nó phải ấy hơn nữa, kỹ càng hơn nữa các bạn ạ, bởi vì mình cũng chưa làm một cái máy hàn nào mà điện 100V cả các bạn, vì nếu mình có điện 100V đâu, toàn sử dụng 220V à. Đó, đấy, hàn mạch ok các bạn ạ, chỉ cần nháy là thiết nó chảy rồi. Lưu ý là con này sẽ không sử dụng được điện 220V, nó chỉ sử dụng điện 100V đến 120V thôi các bạn nhé. Nó sử dụng hàng, nói chung là bên nước ngoài người ta có điện 100V ấy, thì người ta sử dụng, bởi vì người ta bảo là bên kia người ta cũng chả có điện 220 đâu. Mình được biết sơ qua như vậy các bạn ạ. Đó, mình sẽ hàn hai cái dây này là dây 2x4 các bạn nhé, nó rất là to, mình bện lại thì sẽ thành 2x8 này. Đó, chúng ta quấn lại như thế này thì hàn thì khá là ok rồi, ngấu cái sợi dây như thế này là máy của chúng ta đã đạt chất lượng. Và mình đã hàn test một lúc khá lâu rồi các bạn ạ. Con máy điện 100V này khá là hay các bạn. Máy nó sẽ không nóng như điện 220V, mà nó rất là mát các bạn nhé. Đó, mình thấy khá là hay, sử dụng điện 100V này thì máy rất là êm và mát máy. Đó, nhưng mà cái dây của chúng ta quấn bởi vì cũng phải dây to, vì khi điện 100V này chúng ta phải tăng cái dòng lên. Để khi hoàn thiện mà mình dán tem mát của mình vào. Đó, input 100V VAC đến 120V VAC các bạn nhé. Bên này là Made in Việt Nam và link kênh của mình. Rồi, hẹn mọi người video tiếp theo. Bye bye.